Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khách Nhân TV. Và đây là những cây dâu cấy mô mình trồng vào chậu các bạn. Trồng vào chậu và khi mà trồng xong thì cái cây nó chưa bén rễ vào các cái giá thể trong chậu thì mình để trong mát này, thế này các bạn. Mình để ở trong nhà và khoảng một 4 đến 5 ngày nếu như mà nó ra được cái lá non các bạn. Đây các bạn. Thì cái lá non là cái nón này, các bạn có thể thấy đây, cái nón ở trong này. Đây, cái nón là nó bật ra thì bắt đầu mình sẽ đưa ra ngoài các bạn. Phơi xương cho nó phát triển. Đây các bạn. Nó cũng có nắng nhưng mà nhẹ nhẹ đấy các bạn ha. Để cho cây nó khỏi bị gọi là sốc các bạn. Đấy. Đây là mình mới trồng được tối hôm qua các bạn, tối ngày hôm trước. Để trên trồng mát thế này thôi. Trồng xong mình tưới cho nó có cái nước ở dưới cái này một chút, xong là mình đưa để trong mát các bạn. Đấy, nắng nhẹ nhẹ nhẹ. Cái rễ dâu tây nó cũng phát triển rất là mạnh. Mình làm cái video mình chia sẻ các bạn là khi những cái dâu cấy mô thì cái rễ nó đã được mọc trắng ở trong cái giá thể bên trong cái vỏ xốp rồi. Và mình đưa ra mình trồng cái này thì cái đất này mình cũng làm nó cũng khá là tơi xốp mà. Cho nên là mới trồng các bạn lưu ý nhớ nhá, đừng có đưa ra nắng ngay ha. Để từ 4 5 ngày mình sẽ để trong trong mát các bạn ha. Đây các bạn thấy đây. Khi mà cái lá nón này nó bung ra này, cái lá nón nó bung ra mạnh hơn thì theo cái rễ thì mình sẽ đưa ra ngoài trời. Ngoài trời tức là đêm sương nó xuống thì để dần dần cho cây dâu nó thích nghi mới là cái điều kiện ở cái nơi mình sống các bạn. Và nó phát triển theo đúng cái bản năng của cái cây của nó. Tuy nhiên thì các bạn có lưu ý nhé về cái nắng quá hoặc là quá ẩm, quá nhiều nước quá nhé. Đó, đây là những cây dâu cấy mô, cây dâu New Zealand và Nhật lùn các bạn. Rồi, một vài lưu ý với các bạn là khi các bạn mới trồng cây dâu từ ngó hoặc là trồng cây dâu từ cấy mô các bạn nhé. Các bạn lưu ý để cho cây dâu nó phát triển nó tốt thì mình nên bảo quản, nói chung chăm sóc nó kỹ hơn một chút. Và video của mình xin kết thúc ở đây ha. Các bạn có ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới này. Like và đồng thời đăng ký kênh giúp Khách Nhân TV nha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.